sao trong chuyện có ông Bụt mà ngoài đời không có ông Bụt? Trong chuyện có ông Bụt mà ngoài đời không có ông Bụt. Dạ. Trong chuyện nào có ông Bụt? Trong chuyện tấm cám á. À, trong câu kể sao cho chú Hồ nghe với. Trong chuyện đó. Rồi nói cho nhà cho con thật hả? Chịu không? Chịu lên nhà không? Dạ chịu, con mừng lắm á. Dạ hả? Dạ chịu gặp nhau nè. Nhà sao? Nhà tường hay là nhà cây? Nhà nào cũng mở được hết á. Dạ hả? Miễn sao là nghỉ tắt nước lên bờ được kìa. Nhà nào cũng được trơn ha? Dạ. Con muốn nhà rộng hay là nhà nhỏ? Dạ rộng, đặn anh em con ngủ cho thoải mái chứ không có còn chen chúc giống gà nữa. Ừ. Rồi bây giờ là con muốn làm nhà cây hay là nhà tường hay là nhà lá? Dạ, nhà nào cũng được. Nhà nào cũng được, chỉ cần có nhà là được rồi hả? Có tay nữa. Sao tuổi khóc hoài vậy? Hả? Nói cho chú nghe. Nói đi sao khóc nói. Không, tuổi gì không có sao hết, bé cứ thể hiện cái cảm xúc không gì. Tại nhà con có ngày nào ngủ là cũng vậy. Chen chúc nhau anh em, bé chen chúc nhau nằm, con thấy gì con thương dữ lắm. Anh em có quá lộn không? Nằm chen chúc nhau có quá lộn không? Dạ không, anh ai con mới nhường chỗ cho mấy đứa con ngủ nữa. Thưa cô bác và anh chị, cái vấn đề mà các nhà hỗ trợ cho bé đó cũng có mạnh thường quân hộ liên hệ, nhưng mà hiện nay thì về việc các nhà thì vẫn đang tiến hành nhưng mà chưa có xong. Bây giờ thì con muốn nhà con là nhà cây, nhà tường, nhà lá thì cũng không chịu, chỉ cần có nhà là được rồi hả? Dạ. Nay con không dám đòi. Không ngày có mưa không? Dạ không. Mà không nghe còn tắt nước không? Dạ cũng còn, tại cái ghe con chảy á. Ghe con bị chảy hả? Dạ. Chỉ cần được lên nhà là được rồi. Dạ. Lúc mà con nghe cái thông tin mà cắt nhà thì sao? Con mừng lắm, con cười hoài luôn. Con cười hoài luôn hả? Dạ. Nếu như cắt nhà có rủ bạn lại chơi không? Dạ có, mà con sợ mẹ mấy bạn la. Ờ sao la? Tại vì mấy bạn phải học nữa. Ừ. Rồi sao tự nhiên hỏi chú gì? Nghe mừng quá ngủ không được hỏi chú hả? Dạ. Ừ. Ví dụ như cắt cái nhà mà giống cái nhà trên đó con chịu không? Dạ chịu. Chịu hả? Dạ. Rồi ơi. Tự nhiên thưa thông tin với cô bác với anh chị á. Hôm trước thì có một chú là Mạnh Thường Quân cũng có ý định dự định là hỗ trợ nhà cho gia đình của bé Phượng, hai gia đình mà trên một cái chiếc ghe ở bên đây nè cô bác quý anh chị. Chiếc ghe này nè thì Bùi Hồ cũng có ngỏ ý để coi cái chi phí như thế nào, nhưng mà hiện nay thì cũng thông tin thì cũng chưa có chắc chắn nên Bùi Hồ cũng không có dám nói bây giờ. Khi nào xong thì chú sẽ liên hệ. Hôm trước thì đo thử là ngang là 4m5, dài 12 4m12. Đất thì 6 thứ. Dạ nhưng mà cắt 4 mét cũng được ha chị. Đất có chị chỗ nào? Bình Hồng chỗ cái chòi đó kìa anh. À cái chỗ cái chòi lá chỗ em gửi xe đó ha. Dạ hỗ trợ như cũng mừng. À. Tính là cắt rồi còn như đất con cho chị con cắt nữa. Tại chị con ở với ghe với lại con chỉ biết bồi. Nên là chị làm nhà, làm việc nhà rồi. Chồng chỉ đi làm trà cho nên là con tính là cắt cho bự bự lên rồi anh em lên trển là ngủ cũng rộng hơn ở dưới ghe. Hồi đó giờ là mình ao ước có nhà lâu chưa? Dạ lâu rồi, nhiều khi con nghĩ sao trong chuyện có ông Bụt mà ngoài đời không có ông Bụt. Trong chuyện có ông Bụt mà ngoài đời không có ông Bụt. Dạ. Trong chuyện nào có ông Bụt? Trong chuyện tấm cám á. À, trong câu kể sao cho chú Hồ nghe với. Trong chuyện tấm cám á, tắm được ông Bụt á, ban cho đồ mới. Ở ngoài á, ông có ông Bụt ban cho con một cái nhà. Nhưng mà có ai hỗ trợ đồ mới giống như ông Bụt chưa? Dạ có. Thì cô chú ở nước ngoài là đã là ông Bụt là ông tiên rồi đó. Bây giờ con cần ông Bụt ban cho gì nữa? Dạ con cần ông Bụt ban cho con cái nhà để anh em con phải khỏi chen chúc. Ôi sao tự nhiên mà con nói là trong chuyện có ông Bụt mà ở ngoài có ông Bụt nghe mình xúc động dữ trời. Cái gì vậy con? Con nghĩ là ngoài đời có ông Bụt thiệt không?
Dạ con không dám nghĩ tới. Nhưng mà trong khi mà con học ở trong chuyện tắm đá cám thì con một là giúp đỡ những người hiền đúng không? Những người khó khăn. Dạ. Thì con học rất là nhiều câu chuyện, thì con nghĩ là ngoài đời có ông Bụt thiệt không? Dạ. Có. Có. Ông Bụt như thế nào? Con thấy trong chuyện ông Bụt bận một cái đồ trắng, râu ông Bụt dài tới đây luôn. Râu ông Bụt trắng lắm. Đi nhà coi em thấy không? Ông Bụt có cái cây qua một cái là cái gì cũng biến thành hiện thực hết trơn. Còn mẹ với ba con đó làm hoài không có tiền dư, phải lo cái này lo cái kia cho nên không có dư được cái gì hết. Mình không ngờ là bé Phượng chỉ mới có 11 tuổi hả con? Dạ con 14. Ở 14 tuổi mà nói chuyện chẳng khác nào là một người lớn. Là con học năm nay học lớp 5 mà đúng không? Dạ. Là con học bị đi học trễ. Dạ. Rồi sao đi học trễ? Dạ tại vì á chồng ghe con xuống đây lâu dữ lắm, rồi ông nội con chết nữa cho nên là lo con lo cho đám nội xong rồi con mới được vô học, là lúc đó con 8-9 tuổi rồi. Bây giờ con muốn ông Bụt là phất cho con có một cái nhà như thế nào cũng được trưng. Dạ. Để ước cho con là không có còn cái cảnh mà tắt nước trong ghe nữa. Dạ. Chú nghe kể là một lần mà con đi về với lại về Việt Nam với mẹ đó, thì lúc đó sóng gió dữ không con? Dạ dữ lắm, nhiều khi mà cái ghe của con muốn chìm xuống luôn. Lúc đó con sợ không? Dạ sợ lắm. Ừ. Nhưng mà ông mà cái ghe nó không có chìm, nó nổi lên tới bây giờ luôn. Con có nghĩ là ông Bụt đã đang giúp con cái ghe con không chìm không? Dạ có. Lúc mà con sợ nhất thì con sẽ làm điều gì? Dạ con ôm mẹ con. Con ôm mẹ con. Con dạ. Có niệm Phật hay là cầu ông Bụt cứu gì không? Dạ có. Trẻ nhỏ con coi chuyện rồi thấy ông Bụt á đã cầu nguyện cái gì ông Bụt cũng có cho con, cầu nguyện hoài ông Bụt cũng cho con cái gì hết trơn. Ông cho con mạnh giỏi thôi, ghe đừng chìm, đối với ghe đừng chìm, vậy là con cũng ban ơn lắm, ban ơn ổng rồi. Nhà ổng độ con mới sống hôm nay. Cầu ông Bụt hoài mà không thấy ông Bụt. Dạ. Thấy mày chứ sao con. Mình thấy ổng không? Ổng thấy mình á. Muốn được ông Bụt giúp thì mình phải làm gì? Ở trong truyện á, muốn được ông Bụt giúp thì mình sẽ làm gì được ông? Dạ. Bụt sẽ giúp. Dạ phải sống hiền, ngoan nghe lời cha mẹ, không có cãi lời cha mẹ. Với lại không có đánh lời cha mẹ thì ông Bụt mới giúp. Mà sao con cũng đâu có cãi lời cha mẹ đâu, sao ông Bụt cũng giúp con? Ông Bụt ông có thiên vị không? Dạ có. Có hả? À, thiên vị sao? Ông Bụt không giúp người ta, cũng không giúp con. Đúng không giúp con? Ông ông Bụt đã cho con áo mới rồi nè. Con có điều ước thứ nhất chưa? Dạ có rồi. À, ông Bụt thấy con, các ông Bụt ở nước ngoài á là thấy con khổ, không có tiền đi học. Một 500 đồng mà con chia làm hai, cho em con 2.500. Con 2.500 thì con nhường của em con 500, thì ông Bụt thấy con khổ nên ông Bụt có cho tiền con để ăn bánh kẹo đi học. Vậy ông Bụt có giúp chưa? Rồi nhưng mà không phải ông Bụt đâu, cô chú mà. Cô chú. Thì cô chú là ông Bụt á. Cô chú ở nước ngoài là ông Bụt luôn á. Ông Bụt vậy đó con, như ông Bụt vậy đó. Thật ra trong cái câu chuyện á là khi mà con đọc một cái câu chuyện á, ông Bụt chỉ là một người mà là một vị thần có một cái phép lạ, đúng không? Yeah. Giúp cho những người ở hiền gặp lành, thì đó là những cái câu chuyện mà người ta tưởng tượng ra rằng là có ông Bụt để giúp đời những lúc khó khăn. À, chứ ông Bụt thì mình không có thiệt nha. Có chăng là khi mà con sống với lại hiền nè, hiếu thảo với ba mẹ nè, biết giúp người nè, khi mình có dư á thì lúc đó bản thân của con cũng là ông Bụt, và các cô chú này cũng là người là, và các cô chú đã hỗ trợ cho con những mạnh thường quân ở nước ngoài cũng như là ở trong nước đã là ông Bụt, con hiểu chưa? Dạ. Chứ ông Bụt thì không có thiệt nha. Dạ.
Hiểu chưa? Con hiểu chưa? Dạ hiểu. Có câu là khi mà mình giúp người này thì sẽ có người khác giúp lại. Dạ. Đó là gọi là mình làm hiền thì ở hiền thì gặp lành. Đó là đã là một ông bụt rồi, con hiểu chưa? Bảo ơi, cảnh của em giùm Bảo. Vậy thôi được rồi, chú chúc cho con luôn chăm ngoan nghe lời ba mẹ, cố gắng học hành giỏi để sau này làm có tiền để mà hỗ trợ dư giả, giúp đỡ ba mẹ mình rồi giúp lại cho mọi người. Thì lúc đó con có, ví dụ như mà con sau này con trở thành một người rất là giàu thì con sẽ trở thành ông bụt. Con biết giúp người thì con trở thành ông bụt rồi. Dạ. Vậy ha. Mấy chú mấy cô nước ngoài dạ. Vậy đó. Bye bye nha. Dạ. Như mấy cô mấy chú. Mình cũng con mấy cô mấy chú. Ừ. Vậy bây giờ là gặp ông bụt chưa ta? Dạ rồi. Gặp rồi hả? Dạ. Gặp ở đâu? Là chú Hồ đó. Chú Hồ. Không, chú Hồ không phải. Chú Hồ chỉ là người người để mà thay mặt cho các cô chú nước ngoài gửi cho con thôi. Con hiểu không? Giống như ông Bụt mà ông muốn muốn truyền phép qua thì phải cơ phép nó phải đi đến con. Hiểu không? Con hiểu chưa? Dạ. Thông tin với cô bác của anh chị đó là những cái câu chuyện mà bé Phường đã đọc được. Và một cái những cái lời non nớt mà bé Phượng thốt ra mà ngay cả bản thân Bùi Hồ cũng rất là giật mình. Thì công việc của Bùi Hồ trước đây là một giáo viên, thì cũng dạy, từng dạy những cái học sinh như là bé Phượng. Và khá là bất ngờ khi mà lứa tuổi của Phượng như thế này lại nói ra những cái lời mà rất là ngoan, mà theo mình Bùi Hồ cũng khá là bất ngờ. Một lần nữa chắc có lẽ là Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị là mạnh thường quân trong nước cũng như là ngoài nước. Cảm ơn tất cả các cô chú mà theo bé Phượng cho là ông Bụt đã hỗ trợ cho các cô chú ở đây một phần nào khó khăn, cũng như là cho bé Phượng có một cái chấp cánh cho bé Phượng một cái ước mơ để sau này có thể đổi đời, để mà tiếp tục cái hành trình tương lai rất là dài ở phía trước. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị.